Ngày 1 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho hay, đang tiếp tục tìm kiếm em học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Tân Hòa, xã Tân Hòa bị mất tích nghi do nước cuốn. Hơn 70 người thuộc nhiều lực lượng tại Bình Phước đang mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ suối đá, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú để tìm nữ sinh lớp 9 mất tích. Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối ngày 31 tháng 3, người nhà của em học sinh không thấy con gái đi học về nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Khi đến đoạn suối đá, đoạn giáp danh giữa ấp quân y và ấp trảng tranh xã Tân Lợi, cách nhà hơn 500 m thì phát hiện xe máy của em ở bên bờ suối nhưng không thấy nữ sinh này đâu. Ngay sau đó, người nhà đã tỏa đi các hướng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng cử lực lượng hỗ trợ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng công an, dân quân nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm nữ sinh mất tích. Tuy nhiên, đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, thời điểm em học sinh mất tích Khu vực suối đá xảy ra mưa rất lớn, nước suối dâng lên cao. Nhiều khả năng khi trên đường đi học về, em không may bị nước cuốn xuống suối mất tích. Hiện có hơn 70 người thuộc nhiều lực lượng, người dân địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, suốt nhiều cây số dọc bờ suối này.